Em xin giới thiệu, đây là súp điện đến từ thương hiệu Onkyo Full Box. Onkyo LS 3001. Và bây giờ em sẽ khui thùng cho các bác tham khảo. Súp này Full Box đầy đủ remote, các dây nhỏ kết nối, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Nhưng rất là tiếc, cái hộp này nè, phía trong nó phải có mạch để kết nối với súp. Nhưng mà từ Nhật về á, nó lại là cái hộp không, không có mặt phía trong. Nên bác hành lý nha, giá bán như giá cái củ lo phía trong thôi. Các bác về mình độ mạch để mình sử dụng cái súp này. Đầy đủ nè, remote nè, dây nhỏ kết nối của Nhật hết nè. Cục adapter zin theo cái súp này luôn. Mới 100% full box chưa qua sử dụng. Onkyo SLW301 sử dụng nguồn điện 100V, công suất là 20W. Súp này sử dụng bát ướp đất 16cm. Mới 100% nha, các bông tiêu âm phía trong đó là còn mới tinh, sáng tròn như vậy, chưa qua sử dụng nha. Em bán với giá thanh lý cho mình. Để mình về á, mình độ lại cái súp này để mình làm súp hơi hay là mình kết nối như thế nào á, hoặc mình lấy cái củ lo súp phía trong ra mình sử dụng vẫn ok. Các bác càng mua hàng càng xem hình ảnh chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thiên Nguyễn Audio Ra Băng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa.